Hôm nay mình đang có mặt trong một cái không khí là cực kỳ rộn ràng của ngày 19 tháng 11 năm 2019. Hôm nay là sẽ diễn ra cái trận đá bóng của đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Thái Lan. Và trong cái không khí này thì mình cũng xin làm một cái video giới thiệu về một trong những cái chiếc xe mà bên mình đã từng bán, đã từng giao đến tay khách hàng và đã từng làm từ A đến Z. Thì cái sản phẩm này hiện tại đang có mặt ở trước sân vận động Mỹ Đình. Ngay bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu cái sản phẩm này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay cái không khí rất là ồn ào như này thì mình xin trân trọng giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm xe Đông Ben T30 thùng cánh rơi bán hàng lưu động mà bên mình đã từng làm và đã từng giao tới tay khách hàng, đã thực hiện và đã hoàn thiện xe. Cái sản phẩm này nếu các bạn muốn nhìn trực tiếp thì mời các bạn có thể qua sân vận động Mỹ Đình trong những cái ngày hội diễn ra vòng loại World Cup này, thì cái sản phẩm này cũng có mặt ở đây trong khoảng thời gian rất dài. Đây là cái sản phẩm Đông Ben T30 bán hàng lưu động mà mình đã từng làm khá nhiều video trước đây. Thì đây là một cái sản phẩm mình đã giao, nó đã qua sử dụng, nhưng hôm nay mình cũng xin là làm lại một cái video review về cái sản phẩm này. Thì trước tiên là cái sản phẩm này có một cái màu vàng cam, một cái vàng rất là nổi bật như này. Vẫn là một chiếc xe T30 với cái động cơ 1.5 lít, công suất là 80 kW, ở 25.200 vòng quay. Chúng ta vẫn có tất cả mọi thứ giống như một chiếc Đông Ben T30 khác hay là Đông Ben X30, từ ngoại thất đến nội thất. Chúng ta vẫn sẽ có một cái ngoại thất, ngoại hình nó như thế này. Trên chúng ta có một ga lăng rất là quen thuộc rồi. Ở cái không khí này thì nó rất là ồn ào nên mong các bạn là thông cảm. Mình sẽ cho các bạn xin lỗi các bạn, mình hơi phiền muộn tại vì ở trong cái không khí này thì nó rất là ồn ào. Đây chúng ta sẽ có một cái sản phẩm rất quen thuộc. Chúng ta có hệ thống đèn pha bi xe lông rất nổi tiếng này, rất là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Chúng ta có khe bắt biển ở đây, chúng ta có đèn gầm, mọi thứ vẫn rất quen thuộc thôi. Chúng ta có logo 1.5 lít là cái động cơ máy của cái sản phẩm này nằm ở bên rìa. Ok, mình sẽ quay cận cụ thể hơn và cận cảnh hơn trong các cái đoạn video cắt. Với cái sản phẩm Đông Ben T30 thùng bán hàng lưu động như này, bên mình đã thiết kế thành một cái hàng thùng và một cái lưng lóc như thế kia. Các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy là cái lưng lóc được treo cao như vậy. Thì với cái xe này thì các bạn có thể đi tới khắp các con đường, ngõ phố và bán hàng, các cái mặt hàng mà các bạn có thể là sử dụng ở trên khắp địa bàn Hà Nội. Ok, trong cái không khí vui như này thì mình nghĩ rằng là một video review nó chỉ như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.